Thời gian gần đây, những hành vi vi phạm pháp luật về tàng trữ hàng nóng, buôn bán vũ khí đang trở thành vấn đề nhức nhối và đe dọa tới an ninh toàn xã hội. Vừa qua, một thanh niên ở Bình Dương đã bị bắt giữ khi mang còng số 8 đi bán, đặc biệt là thanh niên này còn là một trong những thành viên tích cực của hội những người đam mê mã tấu trên Facebook. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang điều tra xử lý đối tượng Nguyễn Anh Vũ, sinh năm 1993, quê Tây Ninh, về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Trước đó vào chiều ngày 4 tháng 11, lực lượng của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thuận An phối hợp đội cảnh sát hình sự công an quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Nguyễn Anh Vũ đang giao một bưu phẩm có biểu hiện bất thường nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, bên trong bưu phẩm có hai còng số 8 bằng kim loại. Tiếp đó, tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Vũ tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công an phát hiện Vũ tàng trữ 232 đao kiếm các loại, năm do điện, nhiều đèn pin điện. Làm việc với công an, Vũ khai nhận các công cụ hỗ trợ, vũ khí trên được Vũ đặt mua trên mạng xã hội Facebook từ hội nhóm những người đam mê mã tấu, đao kiếm và đồ công cụ hỗ trợ. Sau khi mua về, Vũ tạo tài khoản Facebook có tên Tự vệ tôm rồi đăng hình ảnh giao bán lại cho các đối tượng khác ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương nhằm kiếm lời. Sau vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 6 người thương vong, vấn đề súng đạn có lẽ rất cần được quan tâm và thắt chặt hơn nữa. Điều đáng nói, các đối tượng hiện nay còn lợi dụng mạng xã hội để dễ dàng trao đổi vũ khí trong các hội nhóm. Hành vi mua bán tàng trữ vũ khí dưới bất kể hình thức nào cũng là vi phạm pháp luật Việt Nam, chắc chắn bị xử lý theo quy định. <laughs>